Thưa quý vị, lại xuất hiện cảnh đánh đập vợ dã man trước mặt con nhỏ. Cụ thể là vào tối ngày 14 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đã đánh vợ dã man tại nhà trước sự chứng kiến của người giúp việc và cả đứa con nhỏ. Xin mời quý vị theo dõi đoạn clip, trong đó người phụ nữ đã bị gã đàn ông lột đồ, túm tóc, ghi đầu xuống nền nhà, tát, thậm chí đá thẳng vào người nhiều lần, mặc cho chị này gọi người tới cứu và van nài. Kẻ hành hung còn dùng lời lẽ xúc phạm đối với nạn nhân, liên tục đòi mật khẩu điện thoại, đập phá đồ đạc trong phòng. Clip nói trên sau khi được đăng tải đã gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Dẫn lời một đại diện Ủy ban Nhân dân phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết, gia đình nạn nhân trong clip trên có báo cáo lên công an phường. Đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Ngô Quyền để thụ lý và điều tra. Theo như thông tin ban đầu, thì người đàn ông và người phụ nữ trong clip chung sống với nhau, có con nhỏ nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thực ra những câu chuyện liên quan tới bạo lực gia đình như vậy chúng ta gặp không ít. Và có một điều rất là khó hiểu, đó là phần lớn chị em phụ nữ thì đều chôn chân chịu trận. Thì rất nhiều chuyên gia đưa ra giải pháp đơn giản thôi, đó là nếu gặp những tình huống như vậy chúng ta cứ bỏ chạy. Chạy là trên hết, 36 kế chạy là thượng sách. Thứ nhất, đảm bảo tính mạng cho bản thân mình. Và thứ hai là tránh những câu chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi rất nhiều nam giới, người ta gọi là có cái máu cục tính trong người, người ta không kiểm soát được cái hành động của mình đâu. Và nên đó là một gợi ý mà Mạnh Tùng thấy cũng cần chia sẻ thêm tới mọi người, để làm sao chúng ta có thể tự bảo vệ mình và cả con em mình nữa.